Thi vào lớp 10 chuyên hóa của chuyên Ninh Bình năm học 2009 2010. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết phương trình hóa học điều chế ra điều catalyst. Chúng ta hiểu như thế này, tinh bột là gì? Tinh bột là C6H10O5, tất cả N lần. Rồi tiếp tục này, người ta kêu là hãy viết phương trình và chất vô cơ nè, điều chế thứ nhất là rượu ethylic, C2H5OH, tiếp theo polyethylene, đây là polyethylene, đó là PEDM. Tiếp tục axit acetic, cuối cùng nó chưa cuối cùng còn 3 chất nữa, ethylene acetate. CH3COO, C2H5, methyl clor rồi. Hơi nhiều hơn. Methyl clorua là CH3Cl, được chưa em? Và polyvinyl clorua. Thầy ghi chữ đẹp quá nên là nó hơi thiếu nét đi. Nó cũng là một chất polymer em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý này. Từ tinh bột chúng ta có thể điều chế ra rượu trước, được chưa? Tinh bột chúng ta là C6H10O5, tất cả N lần. Chúng ta đi tới dùng với N phân tử nước. Ở đây chúng ta là thủy phân trong môi trường axit để tạo ra glucose. Từ glucose chúng ta sẽ lên men rượu để điều chế ra rượu ethylic. Em men rượu thì ghi tắt em nha, nhiệt độ lý tưởng là 30 cho đến 32 độ C để tạo thành C2H5OH cộng cho CO2. Như vậy đây là phương trình 1, phương trình 2. Với phương trình 2 thì chúng ta đã điều chế được chất đầu tiên là rượu ethylic. Được chưa em ơi? Rồi, từ rượu chúng ta thể điều chế được axit luôn. Dựa vào phương trình 3, chúng ta lấy rượu chúng ta lên men giấm để tạo thành giấm ăn. Này mình giấm để tạo thành CH3COOH cộng cho H2O. Tiếp theo chúng ta có thể điều chế ra ethylene, được chưa? Từ rượu ethylic này chúng ta thực hiện phản ứng tách nước, tách nước để tạo thành ethylene, từ ethylene chúng ta trùng hợp để tạo thành polyethylene. Phương trình thứ tư C2H5 OH, chúng ta tách nước. Nhiệt độ tách nước ở đây là một, chúng ta dùng H2O4 đặc. Và nhiệt độ ở đây mình dùng là 170 độ C. Cái đó nó tạo thành ethylene cộng cho H2O. Rồi sau đó từ ethylene này chúng ta sẽ trùng hợp để tạo thành polyethylene. Người Việt Nam là người có cống hiến rất nhiều cho vấn trùng hợp. Đây ông đầy đủ là thầy Xuân Trường Phạm, đó là tức là tôi đấy, nhiệt độ xúc tác áp suất. Cái đó với sức mạnh của thầy Xuân Trường thì ở đây liên kết đầu nó sẽ bẻ thành liên kết đơn và nó tạo thành polymer. Như vậy người Việt Nam mình biến những thứ nhỏ bé thành to lớn, bây giờ monomer là nhỏ bé mà polymer là to lớn, thấy chưa? Như vậy thầy đã điều chế được cái chất tiếp theo vào đây. Bây giờ bạn ơi, bây giờ chúng ta điều chế ra ethylene acetate được luôn bằng cách chúng ta cho cái sản phẩm của phần 2 là C2H5OH đi tác dụng với sản phẩm của phần 3 là CH3COOH, được chưa bạn? Đã. Chúng ta đến cái phương trình số 6. CH3COOH cộng cho C2H5OH. Phần này mình dùng đó là H2SO4 đặc. Nhiệt độ đúng lắm, cái đó mình tạo thành CH3COO C2H5 cộng cho H2O.
chúng ta điều chế được chất thứ tư. Rồi, cái khó nhất của bạn ở đây đó là đây. Cái khó nhất của chúng ta đó là hai chất cuối cùng. Hai chất cuối cùng này thì chúng ta sẽ điều chế ra methylclorua trước, sau đó PVPC điều chế ra sau. Rồi, nghe chị. Để điều chế ra methylclorua thì phương trình ở đây chúng ta không suôn sẻ nữa rồi. Bây giờ tới đây phức tạp rồi. Thì chúng ta sẽ điều chế ra metan trước, hiểu không? Chúng ta hiểu như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ cho metan tác dụng với clo, điều kiện đây là ánh sáng khuếch tán. Với tỷ lệ thế đây là 1:1. Cái đó nó tạo thành CH3Cl cộng 2Cl. Nhiệm vụ của bạn là điều chế ra CH4 đúng không em? Mà chúng ta không đi, mà chúng ta điều chế CH4 từ cái hợp chất đó là CH3COONa. Học rồi. Vẫn này là vẫn vô tô sút. CaO là vôi, được chưa? Sút là NaOH. Để chúng ta tạo thành CH4 cộng cho Na2CO3. Được chưa nhỉ? Nhiệm vụ của bạn là điều chế ra CH3COONa là xong. Như vậy chúng ta đi từ axit CH3COOH đi tác dụng với NaOH. Axit thứ 3 giờ I love you để tạo ra muối và nước. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có phương trình, đây là phương trình 7 này, 8 này, 9 này. Như vậy khi chúng ta đến phương trình 9 thì chúng ta điều chế ra được thằng này. Được chưa? Nhiệm vụ của bạn là điều chế ra vinyl chloride, polyvinyl chloride. Thì chúng ta phải hiểu cái đích đến của chúng ta là gì đã. Để điều chế ra polyvinyl chloride, chúng ta đi từ vinyl chloride. Thầy xin phép các bạn là thầy giảng câu này hơi bựa một tí, nghe kỹ. Vinyl là con gái, đúng không? Vi là con gái. Con gái hai chân một môi. Con trai là ba chân, đúng không? Cái này các bạn nắm rõ hơn. Chloro là Cl. Sau đó ta điền hydro vô ha. Bạn hiểu được chứ nhỉ? Rồi, và bạn biết là để điều đó điều chế ra poly thì với sức mạnh của người Việt Nam, ông mà mang sức mạnh cho mình đó là thầy Xuân Đức Phạm đấy ạ. Cái đó bản chất nó sẽ bán liên cái đôi thành liên cái đơn. Được chưa bạn ơi? Như vậy cái nhiệm vụ chúng ta là điều chế ra vinyl chloro. Mà để điều chế ra vinyl chloro thì trong chương trình chúng ta có học đó là cho anh sẽ tiến lên acetylene. Bây giờ acetylene đi tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol là 1:1. Lưu ý ở đây là không có điều kiện. Bây giờ không có tôi xúc tác gì hết á. Cái đó nó tạo thành CH2 nối đôi CHCl, được chưa bạn? Nhiệm vụ của bạn tiếp theo đó là gì? Chúng ta sẽ cho thằng này, chúng ta sẽ điều chế ra acetylene như thế nào? Mà trong tay chúng ta đã có CH4. Rất dễ đúng không? Đó, đây. Từ CH4 chúng ta sẽ nung ở nhiệt độ 1500 độ C. Sau đó em tiến hành làm lạnh nhanh thì ghi tắt em nha. Cái đó mình tạo thành CH đối 3CH cộng cho H2. Như vậy cái đó em sẽ điều chế ra C2H2. Phương trình 10. Từ C2H2 em điều chế ra CH2CHCl và chúng ta ghi phương trình 12 nó điều chế ra PVC, được chưa em nhỉ? Đó.